Chào mừng các bạn đã đến với lớp học của thầy nha. Thì như lời hứa thì hôm nay thầy sẽ dạy cho hai em học sinh khóa học đầu tiên. Thì hôm nay là dạy học trộn hồ nha các bạn. Thì giới thiệu cho các bạn, đây là học sinh Chi thì quá quen mặt rồi đúng không? Còn đây học sinh Linh. Thì những video gần đây thì có rất nhiều video của em Linh nha các bạn. Thì đây là bà chị họ, nhưng mà bây giờ thôi xưng bằng em cho nó vui cũng được nha các bạn. Bằng lẽ bây giờ thầy mà xưng bằng chị thì nó hơi khó coi. Thôi bây giờ hai em đã chuẩn bị tinh thần ok hết chưa? Ok rồi. Hồi bữa giờ có tập gym không? Thôi không tập gym thì tới đây tập. Thì em bây giờ trộn hồ thì trước tiên là em Chi biết làm cái gì trước chưa? Trộn hồ thì trước tiên là làm cái gì? Làm gì trước? Hôm nay là mình trộn hồ khô nha các bạn, tại vì cái hồ bơi của hồ bơi đây đâu, quay cho mọi người xem. Quên, quay cho các bạn xem cho. Thì nói chung là những anh chị lớn tuổi thì xem cho vui nha, đừng có chửi nha các anh chị. Thì cái hồ bơi này do là nó nước nhiều quá nên là phải trộn hồ khô. Đó. Thì làm đi. Thì bây giờ làm gì đầu tiên thì làm đi, còn làm không được thì thầy chữ thì ráng chịu nha. Bây giờ đi học rồi thầy phải chữ á, sai thì phải chữ. Chẳng lẽ bây giờ mà xúc cát vô hả? Bây giờ trước tiên ta phải cắt xi măng trước chứ. Bây giờ cắt xi măng đi. Bây giờ ông anh Be quay em học sinh Chi cắt xi măng coi thử như thế nào. Học biết bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ giờ không biết cắt xi măng. Cắt xi măng nha, còn bây giờ thầy sẽ đẩy cái máy trộn tới gần cho dễ xúc. Nào quay em Chi cắt xi măng đi, coi thử em biết không. Thôi tao phụ thầy nặng quá. Chi tới đây, Chi tới đây phụ. Đẩy nặng quá. Giờ này dính két á. Đẩy vô, lăn hai người vừa que hai cái bánh. Hai người đứng hai bên cái bánh lăn. Đó, kéo vô đó, kéo gì á. Lăn cái bánh á. Lăn cái bánh nó dễ hơn. Mạnh lên. Mạnh nữa lên. Xong. Rồi giờ cắt xi măng đi. Cắt gì mà nó xéo xẹo, mình phải canh ở giữa cho Chi. Học nhiều rồi mà cắt xi măng nó không được thẳng được cái bao rồi, thôi cho làm gì ăn. Mình cắt mình chia đều quay giống như mình đang trộn bê tông. Bây giờ em cắt một bao nhiều bao ít rồi trộn có dè có non sao được, rồi cắt đi, dựng cho nó đứng thẳng lên thì nó mới cái lồi cái mí cái rè cho em. Tướng thì cũng gần cái 50 kg mà đinh cái bao xi măng không nổi gì chơi. Các kiểu đó chị, đưa cái dao xuống dưới rồi thọc lên nó mới nhanh cho các kiểu đó. Đưa cái dao dưới á, luồn ở dưới rồi vịn lên, hiểu không? Đó. Rồi que bên kia con đứt tay. Alo. Sáng mai chợ sớm cũng được em, sáng mai nha. Rồi cắt xi măng xong rồi giờ làm gì nữa? Giờ làm gì? Ý là xúc xi măng xong rồi giờ làm gì? Xúc cát rồi xong cắm điện vô. Bây giờ cắm điện cho nó chạy cái máy vô xong rồi em mới xúc cát vô được chưa? Đó. Em Chi này sao em học nhiều mà sao em khờ vậy ta? Còn cái em Linh kia là em bây giờ thầy chỉ cho em Chi thì em phải lắng nghe phải không?
ấy cái đó làm gì nè, em khờ thì coi chưa. Nói chung là học thì thầy nóng tính thì thầy em mới re được ngờ nó mới nhanh được dựng lận nha em chơi. Rồi nè bây giờ trộn hồ khô mày bụi gì nè, em cầm cầm qua đây, níu cái dây qua đây, lần sau đừng có nắm ngay chỗ đó nha, nó nguy hiểm lắm á, thầy chỉ cho nắm nè, đưa thầy cắm giùm cho. Lần sau đừng có nắm cái dây này, lỡ nó dính cái máu gì ở ngay chỗ đây nó bị rách ra rồi, nó dính dây đồng ra rồi nó giật em sao. Em nắm cái này là em nắm ngay chỗ đây nè, hiểu không, nó có lớp nhựa nó bảo vệ. Em bắt thử mà trước khi mà em cắm cái này á, tiền bạc đồ em lấy rồi hết biết không, không được đỡ tiền trong túi, nó giật biết không, có tiền là nó giật, còn không có tiền thì nó đỡ giật hơn. Đó, rồi bây giờ em xúc mớ cát vô rồi em xúc cát vô đi. Qua đây. Anh qua đây nè. Đây nè, anh đứng trên đây nè. Đó, anh quay sao mà dính hai người vô. Xúc mớ xong rồi xúc xi măng vô phải không? Mình đang chọn hồ khô á. Rồi, rinh nửa bao xi măng tới bỏ giữa. Rinh bỏ xi măng bao xi măng tới giữa. Mình xúc mớ cát vô xong mình đổ hồ vô. Đổ xi măng vô xong rồi mình xúc cát tiếp, mình đổ xi măng vô cho mình đổ xi măng hết nửa bao luôn rồi mình trộn thì nó không có đều được, ở trên thì nó sẽ bị non. Xúc xi măng vô, kéo cái máy xuống chút xíu, kéo cái máy trộn xuống chút xíu cho nó quay cát nó dính ở dưới rồi thấy không. Rồi được rồi, cho két đồ nó xay nó mới đều được. Rồi xúc xi măng vô, rồi canh vô, rồi xúc két tiếp đi. Thì thầy sẽ dạy cho hai em học sinh này ren nghề luôn nha các bạn, sau này đi làm thợ cầm cái bay xay với người ta luôn, đứng ở trên vàng kêu là quăng gạch lên rồi đưa xô hai xô hồ đó, mình le lớn vậy cho nó ôi biết không. Chứ bây giờ phụ hồ thằng ơi đứng ở dưới bị sai không nha các bạn. Xúc nhanh cái tay lên mạnh bạo vô, cầm cái vé mà kiểu kỳ vậy chứ, cầm cái vé mà cầm cái đó mày cầm. Mẹ đồ mà cầm như thế nè, em đừng có cầm kiểu đây, em phải đứng về bên đây nè, hiểu không? Cho tự nhiên em làm đây rồi em mắc em xây que xây lại đây làm gì, em đứng bên đây nè cô thầy nè, thấy không, cầm cái vé cho nó chặt lên nè. Cho tự nhiên em cầm bên đây rồi chẳng lẽ giờ em làm đây rồi em xây đây nó mệt hơn phải không? Em thuận tay trái hay tay phải? Em thuận tay phải đúng không? Thì thầy cũng thuận tay phải đây nè, đó nó cái thế nó mạnh hơn, em hiểu không? Này em thấy thử đi, em đứng qua bên đây nè. Rồi thôi em muốn xúc rồi sao em xúc. Rồi xúc cho mang bỏ vô. Làm mạnh bạo cái tay lên biết không, làm yếu đó là đi vô đi làm cho người ta trả tiền ít hơn, rồi lúc đó kêu là sanh nạnh, kêu sao tôi ít tiền hơn người ta á. Chọn do là ở cái hồ bơi đó nên là phẻ cái cốt nên là chọn non non thôi nha các bạn, chứ chọn về nó tốn xi măng lắm. Nói chung là phẻ cái lớp hồ quay cho nó sạch sẽ thôi. Ê thao đi được á.
Đấy. Rồi rồi xúc xúc thơm két vô. Xúc thơm két vô xong đổ đổ xi măng tiếp. Nửa bao là một cái đầy là được rồi. Xúc đầy xúc thơm đi. Rồi dỡ lên à, dỡ lên đi. Nặng lắm á. Thôi thôi vừa vừa thôi. Hẹ xuống chút xíu, hẹ xuống chút xíu đi. Cho nó không có không có xây đều á. Rồi được rồi, được rồi. Rồi xúc tiếp đi. Nói chung là thầy không có làm gì, thầy chỉ cho làm. Chứ tăng lễ bây giờ thầy cầm cầm tay chỉ thì nó lâu lên người lắm. Thầy mình tự làm nó mau lên nghề hơn. Rồi đổ vô đi, đổ vô xong rồi đổ xi măng vô. Xúc xúc thơm hay xong đổ xi măng vô. Rồi. Rồi đổ xi măng vô được rồi, thôi đổ xi măng vô đi. Cái đó nó được rồi. Đổ nhiều quá là nó không có xây đâu. Kéo cái máy lên chút xíu. Mạnh lên. Ra được rồi. Rồi đổ hết xi măng vô luôn rồi, rồi xúc cái đổ kia vô, vô luôn cho nó tới mưa xuống nó cứng ngắc luôn á. Rồi xúc thơm ít vé nó hơi nhìn nó hơi đen á. Làm mạnh bạo lên. Rồi thôi được rồi, được rồi, được rồi. Đừng đừng có xúc nữa nó non á. Rồi que que chút hồ xuống coi thử. Rồi anh que đây. Rồi bây giờ mà một người cầm xe rù, một người đổ đổ xuống. Ai đẩy xe rù? Bây giờ em. À. Xây que. Bên đây ta xây que, chẳng lẽ giờ thôi đợi thầy giúp đỡ cho. Làm đàn bè mà mình bây giờ đàn bè mạnh lắm á, một bao xi măng mà hồi kia là mé thầy á, rinh từ lầu 1 tới lầu 20 á. Đó, rồi giờ đổ ra đổ coi thử đi. Mình phải dùng thế như đây nè, mình bây giờ mình yếu đúng không? Mình phải đứng bên đây. Đứng bên đây nè, thấy không? Mình có sức hơn tự nhiên đứng ngay đây sao mà có sức được, hiểu không? Thầy chỉ cho mày biết cách. Đó, làm gì đi. Đây nè, mình nắm ngay đây sao mình có thớ được. Nắm dưới đây nè. Đó. Giảm xuống. Vì đây nè, mình nắm ngay đây là mình không có thế được đúng không? Giống như mình xách nước vậy, mình xách vậy đây nè. Đây nè, vậy đây mình làm gì đây nè, biết không? Nó mới có thế nè, biết không? Nó không có sợ tụt xuống. Rồi làm lại đi. Không quen thì từ từ nó quen chứ. Rồi, rồi thấy lại nè. Rồi, thấy ơi. Nắm dưới này luôn. Nắm hai cái tay ở dưới đó luôn. Đó, rồi vịn lại. Rồi dỡ lên. Mạnh lên. Đó, thấy chưa? Rồi thẻ cái chân ra. Lần sau qua là em học sinh này cũng đỡ cái này nó hơi sai nè. Bật lên, đẩy lên. Giảm xuống, giảm xuống. Lần sau là đỡ chiếc xe rù xét vô đây nè, biết không? Đó, rồi giờ đẩy qua đây. Lùi mạnh tay chân lên. Làm mà cứ gì trời. Này là thầy dạy thật chứ không phải dạy cho vui đâu mà
mẹ giỡn vui đồ này kia. Rồi đẩy tới đây. Rồi anh đi phải đi tới đây chứ. Rồi đẩy tới. Nè đây nè đây nè, đẩy tới đây, lùi di lại, di lại, di thẳng là đẩy thẳng tới đây. Rồi chạy thẳng tới đây. Rồi mới nhìn qua đây, lui di lại, rồi di lại, mạnh bạo lên. Cái đồ khô này mà nếu mà hồ ướt sao mà em đẩy nở lên. Lui ra. Rồi, giờ đẩy tới chút xíu cho nó thẳng được cái đây nè, cho đổ qua đây nó lắp cái đường mương phải không? Trời, lui lại cho nó lột cái xe rùa xuống đó. Rồi dỡ lên. Dỡ mạnh lên, hết nát luôn. Đó, rồi. Rồi bây giờ em Chi đẩy xe cho em Linh em học hỏi. Bây giờ em là giống như là học sinh cũ vậy, nên em phải chỉ cho học sinh mới. Rồi đó thầy đổ hồ cho. Rồi em đẩy gần lại, đừng có ai xe quét. Sao mày ta xe rù nó đó. Đấy, thơm chút xíu nó đi. Lui ra lại. Đẩy tới chút xíu. Rồi do cái này nó bị khô nhớt rồi. Rồi đẩy tới đây. Rồi em đổ một xe xuống đó cho thầy xem thôi. Cái chỗ hồi nãy cho chỗ nào. À. Sao anh quay mà mất đầu đồ gì anh? Đó. À giờ em Linh đổ cho re của thứ nở không? Giảm xuống là nó sẽ không có bị dính cái bực với không? Giảm xuống. Nghiêng cái xe rùa ra. Đẩy tới chút xíu. Đẩy tới xe rùa tới chút xíu. Dỡ lên. Rồi thôi đưa thầy đây. Thầy chỉ là lần hồi nãy chỉ cho em Chi á. Mình thằng yếu thì mình phải làm cái kiểu này, hiểu không? Thằng yếu thì mình làm kiểu này là mình mới giữ nở. Cho em làm cái này, em giữ ngay chỗ đây sao em giữ nở được. Em đàn bè em phải dùng thế, biết không? Giống như là thường thường á. Để thầy chỉ cho trên xi măng nè. Thường thường là đàn ông là nó hay vét cái bài xi măng này lên dài, đúng không? Thường thường bà đàn ông á là nó vét bao xi măng như thế này. Đó là nó vét lên dài đây. Còn ví dụ như đàn bè người ta dùng thế, em đứng đây ta thầy chỉ cho nè. Đàn bè thường thường nó là người ta làm như thế nè. Người ta rinh bài xi măng lên cái chỗ cao đây nè. Xong rồi người ta ngồi xuống, người ta kẹp cái nách bài xi măng qua đó. Hiểu không? Nhưng mà cái này nó chưa cao lắm nên nó hơi nặng. Đó, đàn bè thường thường người ta hay làm cái kiểu này nè. Rinh đi nó không có mệt. Đó, thấy chưa? Nên là cái này á, thầy chỉ cho em á là em phải dùng, em phải đứng ở đây nè. Em đứng này em mới có thế được, hiểu không? Đó. Rồi bây giờ thôi em Chi đẩy cái xe rùa đó tới đó luôn đi. Còn mình nghiêng cái xe ruồng sao mà đỡ cho người khác đổ ra nó dễ. Người mình phải bỏ giữa cái xe ruồng ngay chỗ giữa cái kéo. Cho mình phải đỡ một bên. Coi chừng nó lột á, lui lại. Nó lột á. Rồi thôi thôi đỡ xe rùa đó đi.
Rồi tới tới đây, tới đây thầy chỉ cho. Thầy đỡ xe đua đó tới thầy chỉ cái hồ này thôi. Thì em nhìn cái hồ này em biết là nó như, bây giờ em không có thể nào mà em biết nhìn nó non nó dè được đúng không? Thì nhìn cái hồ này nếu mà em đổ nước vô thì nó non á. Cho nó mà gì là do mình đổ cái đó, mình đổ cái hồ bơi đó là dưới đất đó cho nó khô đi cái nước cho mình dễ làm. Đó, nên là mình chọn cái hồ này. Còn sau này ví dụ như mình xây lên xong rồi mình phẻ nền á thì mình phải không, mình không có thể nào mà chọn cái hồ nó quá non này được phải không? Nó không có khi nó không có kết được. Đó, nên là hồ này nó cũng cái kiểu nó cũng non. Nếu mà mày xây gạch thì xây không được, hiểu không? Sau này nếu mà em rành á thì em nhìn vô cái hồ là em biết hồ non hồ dè liền. Đó thì hôm nay tiết học của ngày hôm nay là dạy cho hai em trộn hồ khô nha các bạn. Còn hồ ướt á thì lần sau thầy sẽ dạy tiếp. Mà em thấy em mơ hai em mới làm thấy cái nó có mệt không? Nó làm sao? Cảm giác của em như thế nào Linh? Em mệt lắm thầy. Mệt như quá thế nào? Mệt. Quá mệt à. Giờ không còn sức lực để nói. Sao thầy thấy em đâu có thở mạnh đâu mà mệt. Nhưng mệt trong lòng. Không đổ một hột mồ hôi luôn mà thầy các em thấy không? Đổ mồ hôi rồi đâu? Đổ mồ hôi đâu? Đổ mồ hôi nó có lọt ra hột đâu. Còn thầy nó hột mà ướt mắt luôn nè. Vì nó thấm lên mũi rồi. Chẳng lẽ mặt em nó không ra mồ hôi? Không, trên trán ra mồ hôi. Còn em Chi nè, thấy sao? Mới làm mà cái mũi dính hồ không mà trời ơi, mệt không? Dạ không, làm quen rồi biết mệt hơn trước. À, nhưng mà bây giờ em thấy đầu tiên là mình làm gì trước, mình chọn hồ khô, đầu tiên mình sẽ làm gì trước? Chọn hồ khô giống nãy anh thầy. À, nãy giờ mình làm gì trước, đầu tiên là gì trước? Xúc cát. Đầu tiên mà xúc cát? Ba nào là ở xi măng. Rồi làm gì nữa? Xỉ. Cắt xi măng rồi làm gì? Rồi làm gì nữa? Cái lại xúc cát bỏ rồi lên. Rồi cắm điện vô cái máy cho nó quay cho. Rồi tới phiên cắm cái điện cái máy cho nó máy nó quay. Xong rồi tới mới tới xúc cát. Xong rồi mới đổ xi măng lần lần. Đó thì nó mới đều được, chứ mình đổ nguyên một bao vô thì nó sẽ nằm dưới đáy nó không có đều được ở trên phải không? Mình phải đổ từng chút từ từ lên. Đó em hiểu không? Còn trộn hồ ướt là mình là nó khác thì thầy sẽ chỉ sau, thầy không có chỉ trong này luôn, nói thì cái hai em không thể hiểu được. Đó, thì thôi thì khóa học ngày hôm nay tiết đầu tiên thì tới nay là kết thúc rồi nha các bạn. Và thôi bây giờ bye bye các bạn nha.